Thôi có lẽ là phải xem stream replay thôi. Còn chúng ta sẽ đợi cho một chút thằng kia. Ok, và bây giờ là Pong Nam Công TV đánh với lại Pong. Để trận này hay vãi chày. Nam Công TV đánh với lại Pong. Vâng, Phong vẫn xuất phát là con đích này rồi rồi. Phong cách của anh vẫn là chơi con nhà người gián này. Ui, như thế này thì liệu là vâng con rồng ngu và có cả Canon Cat, mình nghĩ là có Canon Cat thôi. Phong bây giờ chắc là có Canon Cat không, có Canon Cat không, hãy liệu rằng hay bảo kê cho con rock bên đích của con công TV. Mình nghĩ đó là một con một cái rocket. Hãy cố gắng, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Có Tornado đi, có Tornado. Có Tornado. Củ vẫn rất là ok, tuy nhiên thì hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Golem Mai Sinh đâu? Có một cái giáp rồi. Rất tốt. Toàn bộ Nga trên Tournament Stand thì leo được bao nhiêu? Tùy thôi, tùy từng nó thôi. Mình không đoán được là lai bao nhiêu cúp được. Với con deck của Nam Công TV, mình nghĩ nó một cái rocket. Mình nghĩ một cái rocket và một cái bình. Hai thẻ cuối. Với deck của Nam Công TV, nó là một con Mega Knight. Mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ là vậy. Trong bây giờ thì có lợi thế rồi, có lợi thế rồi, có lợi thế về Eli. Chắc chắn là một cái rocket rồi. Hãy cẩn thận. Mega Knight đâu? Mega Knight đâu? Tornado. Ôi, một mình Tornado. Có con đồng ngũ thứ hai rồi, hay quá. Có con đồng ngũ thứ hai rồi, cố lên. Vâng, một cái Tornado thủ vào những con này thì liệu có ok không? Mình nghĩ là không ổn lắm, nhưng mà deck xe rất là nhanh. Deck của Vong TV xoay rất là nhanh. Với thủ bằng con hai thôi, con IC Grizzard với lại con đồng ngu thôi. Tuy nhiên là cần phải công hót đi, giờ là công hót, đừng để nó đợi con Golem đến cầu nữa thì sao. Tornado rồi, dùng Tornado rồi. Và một cái deck cực kỳ là cục xúc, một cái deck cực kỳ là cục xúc. Con đồng ngu bên kia xuất hiện, thả đi, rất tốt. Hello, hello. Come on, cố lên. Mình phải tin tưởng Pong chứ, cố lên. Có quá nhiều thứ đang phải thủ ở đây. Ôi, quá nhiều thứ phải thủ ở đây. Golem đã không đổ vào trụ rồi, hay quá. Cố lên, thủ mệt mãi. Vâng, cái deck Golem này cực kỳ là cục xúc. Tuy nhiên này gặp Pekka thì nó vã thì sắp mặt lờ. Nếu mà deck của Pong TV mà lại có một con Mega Knight thì sẽ hay hơn. Poison được rồi, rất tốt. Có hit không, có một hit từ Hawk không? Hai hit từ Hawk. Quá là easy. Con Golem chặn ngay cầu rồi. Con Golem con IC Wizard vẫn đang đứng đấy, vẫn đứng đấy. Quá nhiều cảm xúc ở đây. Tornado không, có đủ Tornado không? Không có đủ một cái Tornado rồi. Không có đủ một cái Tornado rồi. Rất hay. Khét lẹp, mình phải nói là khét lẹp. Thủ bằng đúng mỗi hai con này với con Golem thôi mà thôi, cực kỳ hay. Phải nói cực kỳ hay, có lẽ là mình sẽ edit lại những cái trận đấu như thế này lại cho mọi người xem.
nói chung là cái đẳng cấp nó vẫn làm gọi là, nó là mãi mãi thôi, nó thủ có mỗi hai con này thôi. Trời hôm nay lạnh quá, không phải cửa chuồng rồi. Anh em xe linh hộ mình đi, trận như hay như thế này. Golem cục xúc nhưng mà thủ đúng mỗi hai con thôi, phải nói là rất hay, rất hay. Thủ đúng mỗi hai con mới lại có tornado. Vậy cái tornado. Khét lẹt. Nhím hôm qua đang định edit rồi thì nhưng mà chưa gửi được. Trận nhím hôm qua thì gọi là quá là perfect luôn. Những cái team đấy là phải share cho anh em xem, nhưng mà lúc nãy là định edit nhưng mà muộn quá rồi. Mega Knight một con bandit. Thủ như thế nào đây? Có ruồi không? Con Zion, con bandit có giáp sát, giáp đầu vừa giáp ra rồi. Around. Vẫn lao được trụ, tuy nhiên là bị rùi xuất hiện rồi. Turn này thì Pong bị lỗi rồi. Bandit lao vào trụ, vẫn có một hit. Just wondering if the guy roasting for China. Yeah, một one road for China. Thì hôm qua là trận của APL. Mình sẽ rút là trận nào. Bởi vì vâng, con Zion bên kia thủ làm sao được. Rất có thủ cho Phong rồi trong tuần này. Rất có thủ Phong trong tuần này. Tuy nhiên anh phải tất tay thôi. Con Mega Knight cộng với lại con Bandit đã bị đánh lạc hướng. Nhảy vào trụ đi, rất tốt. Bây giờ là con Zion, một cái deck cực kỳ là dị đến từ ấy. Có around chưa, tất tay đi. Rồi, nó sẽ có đàn một đàn goblin mà bật bét thôi. Vâng, một đấm rồi. Rất tốt. Bây giờ là hai cái bình. Bây giờ Pong phải từ từ boost thôi. Pong phải từ từ boost, come on. Từ từ thôi, có giáp chưa, rồi, rất tốt. Bên này vẫn có một cái giáp. Bảo kê con Ewit. Bảo kê. Rất tốt. Với cái deck này, nếu mà Pong cố gắng mà thủ được thì sẽ khỏe hơn. Họ có 3 mất rồi, con Zion sẽ chết trong tức khắc thôi. Có ra con rồng ngu hút hút. Rất tốt. Với cái deck này thì Pong sẽ khỏe hơn bởi vì Pong có tank to hơn. Mega Knight đâu? Nhảy đi. Đúng rồi, đây là lúc em nhảy. Tuy nhiên thì con Zion. Quá chậm, quá thiếu hay gì. Họ boost rất là nhanh. Trận đấu quá nhiều cảm xúc ở đây. Ngay từ ban đầu thì Pong đã bị thụt Eli khá nhiều. Những trận như thế này chỉ có ở Serwood thôi. Ngắm công TV đánh với lại YouTube Pong TV. Pong TV chai gió. Những cái deck khá là dị. Với deck Zion Bandit này, thực ra là những cái deck này đang thường thường nó mình ở trên ladder mình thấy là nó có cái con Golem. Nhưng mà hôm nay nó thay bằng con này. Th-
Tháng 5 Công TV có kênh YouTube to mà. What the fuck? Five girls for sex. You're in your city, check my account. Thằng này nó toàn top top ladder mà. Vâng, và chúng ta sẽ đến với lại game thứ ba trong set thứ hai. Những game hay thế này mà ít người xem với ta. Ông Pong đánh hay với lại ông kia, ông này thì quá nổi tiếng hơn Pong nhiều. Nam Công TV người quá nổi tiếng luôn. Có Lightning. Liệu rằng đây là một deck preset không? Một deck mà mang mang cái hơi hướng của ngày xưa khi mà mình bắt đầu mới xem Pong. Với deck Lightning Princess có con Rumble Jack. Đây là rồng ngu. Với Lightning ra rồi thì lấy con gì thủ đây? Princess như này thì khó rồi, khó rồi. Liệu rằng lấy cái gì thì thủ được cái đống này đây? Thủ vẫn rất là ok, vẫn rất là ok, vẫn rất là ok. TNT á, TNT không đánh, nằm trong team này, không nằm trong team này. Phải nói là Pong lâu nay không đánh nhưng mà đã đánh là phải khét lẹt. Bây giờ là một cái mình Princess thả rất là tốt, một cái giáp nằm xuống rồi, Goblin sẽ bị quay đánh lạc hướng và sẽ đi đến sang bên kia thôi. Ăn một cái trụ rồi, cậu ăn một cái trụ rồi. TNT là người Đức Hàn Quốc. Bây giờ thì khi mà ăn được một cái trụ và giữ được Lightning, nhưng mà sẽ tránh bị rất cẩn thận khi mà Lightning vào con Giant. Chắc chắn là như vậy thôi, một Lightning sẽ dính vào con Giant. Ăn được cái trụ rồi. Bây giờ sẽ thủ như nào đây? Xe linh hộ mình đi. Ít người xem quá à. Hôm nay phải trận ở đây. Bây giờ cả ram cả này thì công như thế nào đây? Lightning sẽ có đây, Lightning có đây. Phải như thế nào đây? Lightning phải tách đằng sau. Con ram không kịp rồi. Quá đông, quá hùng hãn. Vâng, còn dài gần tiếp theo nữa rồi. Khó quá, khó quá. Thủ như thế nào đây? Lightning không kịp. Lightning không lấy được là những trận ram với lại trận con dài gần rồi. Khó quá. Quá cho khó cho bóng rồi. Lightning để mà có rocket thì hay hơn. Một bình bandit này có. Vâng, dài lần tiếp theo rồi. Đấm vỡ mồm rồi. Oh my god. Quá khó cho phòng. Vâng. Không, nép thì nép nhưng mà trong cái tơ lúc nãy nó bị bảo kê bởi con ram này, xong con giant nữa thì ba mất này vẫn bắn hiên ngang luôn. Lightning xong sấp thôi, cởi chuồng thật rồi, mình cởi áo trước đây.